Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì bà con mới đi rừng về và cái lô hàng hôm nay là lô hàng cực kỳ đặc biệt nha mọi người. Là hôm nay là một cái lô giả hạt tu mơ rong rất là đẹp luôn. Toàn là thân tím nu không nhé mọi người, tím nu lá nhựa đó. Đây, hôm nay có rất là nhiều, đa số là kín rồi mọi người. Bởi vì cái hàng tu mơ rong đợt này nó bị săn lùng nhiều quá. Hầu hết là các dề lớn là đã bị bà con người ta hái từ cái mùa trước rồi. Thì đợt này đi thì người ta may mắn người ta gặp lại những cái con kín nhỏ thôi đó. Trong đây thì cũng có khá là nhiều hình tu mơ rong. Thì có tổng cộng là tới 24 hình tu mơ rong nhé mọi người. Và ngoài ra thì còn có một số cái dề giả hạt đắc côi với một vài hình chưa mò ray nhé mọi người. Đó, thì các bác anh chị chúng ta thích mô hình nào thì cứ liên hệ nhé. Thì mà bây giờ em sẽ quay sơ qua một vòng và cho mọi người chúng ta cùng xem sơ qua nhé. Thì cho tí em sẽ quay kỹ hơn thì cho mọi người thấy được cái đẳng cấp của cái giả hạt rừng tu mơ rong và vì sao lý do mà nó được săn lùng nhiều như vậy nhé. Đầu tiên là em có cái loại là 200 ngàn một hình. Nói chung là kín tu mơ rong, kín nhỏ thôi mọi người, nhưng mà giá trị nó khá là cao. Có từ giờ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 hình nha. Tiếp theo là em sang cái combo. Combo gồm hai con kiến. Thì hai kiến tu mơ rong giá là 300 ngàn. Thì có số 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 đó. Là combo 300 ngàn một combo nha. Tiếp theo là em có hàng dề lớn hơn tí. Thì có kiến 18 giá 300 nè, 19, 300 nè. Rồi có về số 20 nè là 400, 21 rất đẹp đây 500. Rồi ngoài ra còn có một cái ba cái combo nhé mọi người, ba combo kín, một combo là được 5 con luôn. Thì giá 500 ngàn một combo thôi, mọi người mua combo đây thì được khá là lợi, nó được nhiều kín hơn. Thì có combo 22, 23, 24 rồi. Hôm nay tổng cộng là có 24 hình tu mơ rong thôi. Ngoài ra thì các bác anh chị nào thích mua đắc côi thì giá nó sẽ rẻ hơn nhé mọi người. Thì mọi người có thể mua ở phía đây là có hình số 25, 150 nè. Hình số 26 200 nè, hình số 27 250 nè. 28 là một cái combo chưa mò ray hai dê thân xanh nhé. Giá là 250. Còn 29 là dê thân xanh chưa mò ray giá 350, rất là dài đây. Ngoài ra thì em còn có một cái combo kín đắc côi đây, giá là 350 được 4 con kín nha mọi người, 4 kín nu. Và cuối cùng là cái dê giá trị cao nhất ngày hôm nay là dê thân xanh nhé. Dê số 31 giá là 800 ngàn, dê rất dài luôn, dài cả mét luôn mọi người. Rồi bây giờ em sẽ quay cụ thể từng hình. Thì mọi người thích hình nào thì cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề nhé. Mọi người liên hệ đại 0384 750 258. Và lúc quay em sẽ để cạnh cây thước 50cm cho mọi người hình dung kích thước giờ lan mình mua luôn. Rồi đầu tiên là hình số 1 nhé mọi người, tu mơ rong nè. Đây mọi người nhìn vào, các bác anh chị chơi lan sưu tầm giả hạt tu mơ rong lâu năm nhìn vào phát là biết ngay cái vùng giả hạt tu mơ rong, cái đặc điểm nó dễ nhận biết lắm. Thường thân lá tím, lá dai nhé mọi người. Đó, rồi về số 1 giá 200, độ lớn tầm cỡ 4cm thôi. Rồi về số 1 giá 200 nhé. Hàng tu mơ rong nó mắc tiền nên là các bác anh chị chúng ta thích chúng ta sưu tầm nè. Còn không mọi người có thể mua những cái hàng như là gia ly hoặc là đắc côi rồi thì nó sẽ rẻ hơn nhiều. Tiếp theo là sang về số 2, độ lớn của mầm tầm cỡ gần 5cm. Về số 2 này nó dính hơi đất một tí, về mọi người tưới rửa phát là đẹp ngay. Dề số 2 giá 200 luôn nha. Đó, cũng là dề lá nè, lá tím đỏ luôn nha. Đó, mấy thằng tu mơ rong đa số là dòng thân lá tím đỏ nù mập. Số 2. Tiếp theo là số 3 đây. Đã chưa? Độ lớn của mầm tầm cỡ gần 4cm. Thân lá nè. Wow. Rồi dề số 3 giá 200. Tiếp theo dề số 4 đây. Đây cũng hàng khủng đây. Này thì tầm cỡ 3cm thôi. Nhỏ nhỏ thôi mọi người. Đây đó, đỏ rồi về số 4 nha. Tiếp theo là sang hình số 5. Số 5 khá là dài, độ lớn mầm tầm 7cm nhé, 7cm. Rồi thân đây nó cũng dạng thân nu á, mà năm nay nó chưa được nu lắm, năm sau nó sẽ nu mạnh hơn. Rồi thằng này thì nó tím lên cái mặt trên lá luôn rồi mọi người, lá rất dài nha, nhỏ nhỏ thôi mà lá dài lắm. Về số 5 giá 200. Theo về số 6 đây. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 4cm. Đây mọi người xem nè, thân đỏ, lá đỏ. Rồi về 6 giá 200. Thấy đợt này thấy nhiều kênh có vẻ bán hàng tu mơ rong mà em không biết tu mơ rong đâu ra nhiều dữ. Còn chứ ở tâm này thấy bà con đi mít mới được là hình hên mới về được lô mọi người. Mà đa số toàn kín luôn. Rồi về số 7 giá 200. Đây cái này thì
Nó được tới 2 mâm luôn mọi người, 2 kín. Rồi. Rồi giờ số 7 với 200 nhé mọi người. Số 8 này, đây mọi người nhìn tím rìm này. Lớn tầm cỡ 4 cm thôi. Thân đỏ nè, lá đỏ nè. Nụ mập. Ú. Số 8 giá 200 nha. Tiếp theo về số 9, giờ 9 đây bán giá thanh lý nha mọi người. Bởi vì cái đầu chóp ngọn thì bà con người ta hái, ta vận chuyển sao nó bị gãy mất cái chóp ngọn mọi người. Bác nào biết chăm thì về chúng ta vẫn chăm bình thường ha. Năm sau nó lên mầm mới sẽ đẹp hơn. Độ lớn tầm cỡ 8 cm. Giờ này khá là lớn, lá dày nữa nè. Lá dày cứng nhựa tím rìm. Rồi, về số 9 giá là 200 nha mọi người. Tiếp theo là em sang mấy cái combo. Đây, để em lấy nét đi. Giờ hôm nay thiếu sáng nên lấy nét hơi chậm. Rồi, combo số 10 được 2 con nha. Một nè. Đó, mọi người nhìn kích thước thì em để cạnh cái thước nha. Mọi người hình dung kích thước luôn. 2. Tím rìm nè. Rồi, combo số 10, 2 con này thì có giá là 300. Chung là kiến nhỏ thôi mọi người. Kiến nhỏ thôi. Combo số 11 này. Cũng 2 con nha. 1 nè. 2. Đó, tím rìm, lá dày nè. Rồi, combo 11 giá là 300. Combo 12 đây. 12 giá 300, 2 con nè. 1 nè, đó. 2. Rồi, 2 con nha. Tiếp theo là combo số 13. 1. Đó. 2. Rồi, combo 13 giá 300. Theo combo số 14. 14 giá 300 nhé mọi người. Một kiến đỏ nè. Đỏ kinh nhân. Hai, đây, đỏ thân lá, đỏ âu nè. Rồi, hai con combo 14 giá 300. Tiếp theo là sang combo 15 nha. 15. Đây, nhỏ nhỏ nhưng mà nụ mập lá rất đẹp nha mọi người. Mấy thằng kiến tung mơ rong sau này lớn lên thân lá đẹp kinh khủng lắm. Đó, các bác nhìn kiến nhỏ nhỏ với thôi, về mọi người chăm một năm thôi là nó sang năm nó lớn lên là thân lá nó phát ra đẹp khỏi nói luôn. Tung mơ rong là một trong số những cái vùng mà có nhiều dòng thân lá đẹp nhất luôn mọi người. Tập trung rất là nhiều kiểu thân lá mít đồ các kiểu. Theo là combo 16 nha. À, combo này có hai mầm luôn nè. Một kiến nha. Đây, đỏ âu nè. Hai nha. Rồi, 16 giá 300. Còn rồi số 17. 300 luôn. 1. 2. À, đây có kiến nhỏ như móng tay nè. 3. Combo này được 3 con luôn nhé mọi người. Rồi, đồ lớn nha. Rồi, combo 17 giá 300. Tiếp theo là em sang hình số 18 nha. 18 đây. Giá 300 ngàn. Đây mọi người nhìn này. Đó, thân nù lá nhựa dày. Chắc tầm độ lớn chắc tầm 4-5 cm đó. Nhưng mà thằng này em đánh giá thân lá rất đẹp nè. Chịu khó sang năm thôi là nó phát mầm mới là đẹp lắm. Tiếp theo 19. Đây 19 giá 300. Thân tơ rơi vào tầm cỡ 5 cm. Lá nè mọi người, cái thân này nó đầu tiên là lên được một thân tơ lớn á. Sau đó là nó bị con sâu hơn gì nó gặm á, rồi nó bắt đầu nó mọc ra cái thân này nè. Đó, nhưng mà mọi người nhìn cái kiểu lá của thân tơ cũ nó nè, đẹp không? Đó, kiểu lá khủng rồi nha. Không phải đùa đâu, thân đỏ đâu nữa. Về 19 giá 300 nè mọi người. Tiếp theo là về 20, đây 20 nè. Hàng khủng nè, thằng này lớn lên tí lá đẹp lắm. Đồ lớn mầm rơi vào 11 nè. 11 cm nha. Lá nhựa nha mọi người, lá nhựa chị Thiên. Và cái kiểu dòng lá bóng dày này là nó lớn lên tí là đẹp ghê lắm. Bữa em có bán mấy cái dề lá kiểu kiểu vậy nè. Lúc cái cây nó lớn nhìn khỏi phải bàn luôn á. Rồi về số 20 giá 400 nha. Tiếp tục sang về 21. Đây, tung mơ rong rất đẹp. Độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 19 cm. Được 1 2 3 4 5 6, 6 thân già. Thân tơ đây mọi người. À, thân già đỏ âu nè.
vẫn còn một cái mảng vỏ cây bà con ta bóc rừng ra nè. Cái dề đây là dề tung mơ rong lớn nhất ngày hôm nay nha. Đó, hôm nay đa số tan kín luôn rồi. Đó, được một cái dề đây là nó lớn lớn tí. Với cái hàng đây là hàng người ta đi soi, người ta đi vết lại mọi người, chứ tung mơ rong bữa nay trên tự nhiên còn rất là ít luôn á. Dề số 21 giá 500 nha. Lá đỏ dày nha mọi người, lá đỏ dày, thân cũng đỏ đỏ đỏ. Quá mức luôn. Rồi. Tiếp theo nữa là em sang ba cái combo 22, 23, 24, mỗi combo thì giá là 500.000. Một combo được 5 con nha mọi người, 5 con kiến nhỏ nè. À, các bác anh chị nào thích sưu tầm nhiều kiến thì chúng ta có thể mua combo cho nó lợi. Một con nè. Hai con nè. Tím không mọi người? Tím nù lá nhựa không? Ba con nè. Bốn con nè. Năm con. Rồi. Combo 22 giá 500. Theo là combo 23. Một con nè. Hai con nè. Ba con nè. Bốn con nè. Năm con. Rồi, combo 23 giá 500 nha, năm con. Combo 24. Một con nè. Hai con nè. Ba con. Bốn con. Năm con. Rồi, combo 24 5 con giá 500. Rồi, đó là hết tumorong nha mọi người. Bây giờ là sang mấy dê đắc côi với chumorai. Thì hàng đắc côi chumorai thì nó rẻ hơn, thì các bác anh chị nào thích sưu tầm mấy vùng này, nếu mà chưa có mọi người có thể sưu tầm thêm được. Dê số 25, độ lớn của mâm rơi vào tầm 14 cm, giá là 150.000 nha mọi người. Đây, cũng là thân nu nè, sọc trắng nè mọi người, chỉ trắng nha. Nè, thân cũng rất là xanh luôn. Rồi, dê số 25. Giá là 150.000. Tiếp theo là sang dê số 26. Độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 27 cm. Được 1 2 3 4 5, 5 thân già và 1 thân tơ nha. Đây thân tơ đây mọi người. Cùng kiểu xanh 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 đây. Rồi, dê số 26 giá 200. Dê đây. Theo 27, 27 là thân nu nha mọi người. Thân nu độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 27 28 cm. Được 1 2 3 4 5 5 thân già, và thân già mọi người xem nè. Nó vàng chanh nha, vàng chanh. Đó, thằng này về săn ám được nè. Hở cổ lá xanh le luôn. Đó. Mặt sau này thằng này đang xuống lá để ra hoa nha. Hở cổ lá xanh nè. Thắt ngọn rồi. Rồi, về số 27 giá 250.000. Đắc côi. Tiếp theo là sang về hình số 28, 28 là hai con kiến chumorai thân xanh nhé. Đây, rồi, con thứ nhất nè, độ lớn thân tơ chắc tầm 15 cm. Thân xanh mọi người. Có một vài chấm tím nhỏ thôi. Rồi, một em nha. Em thứ hai, thân tơ độ lớn tầm 12 cm. Mặt sau đây. Rồi. Về rồi, hình số 28, hai con này thì giá là 250.000 thôi nha. Tiếp theo là hình số 29 mọi người. 29 là về thân xanh này nè. Độ lớn của thân tơ rơi vào tầm cỡ 35 cm. Đây. Rồi bắt đầu soi kỹ cái thân cho mọi người xem nè. Thân rất xanh luôn nha. Bác nào về săn ám khói hoặc hy vọng năm cánh trắng thì có thể sưu tầm về này. Mặt sau đây. Nói chung là nó không phải xanh sạch 100% nhưng mà thấy rất là xanh. Này thì vẫn có hy vọng nha. Đây mọi người xem thân này đã chưa. Cái cổ lá nó xanh le này. Nè thân da cũng xanh.
chưa thấy dấu hiệu ra hoa nữa. Đây cái cổ lá này à, hở ra xanh lè luôn. Về số 29 giá 350. Chumorai. Rồi tiếp theo là em sang hình số 30. 30 đây mọi người à, được một con kiến nù mập nè. Đắc cô nha, này combo đắc cô. Một con nè, hai con, đây rất là nù luôn. Hai con nha, ba con, đây cũng con kiến thân nù đắc cô luôn nè. Bốn con, đây đó, thân nù nha, đây, đồ lớn nè. Rồi bốn con này giá 350 thôi mọi người. Về các bác anh chị trồng bốn chậu nha, ta sổ ra được bốn mặt hoa khác nhau á. Rồi và cuối cùng sang ngày hôm nay là hình số 31. Hình số 31 này thì có giá là 800.000. Đây là dề mắc tiền nhất ngày hôm nay, cũng là dề lớn nhất luôn. Nó là dề đắc cô nha mọi người, độ lớn đây. Tới kia là 50 nha. Đây khúc gập 50. Rồi, cỡ 1 mét đó mọi người. Đằng đây là nó mọc cong cong chứ không phải bị gập đâu nha. Đây mọi người xem nè. Đó. Và cái thằng này cái thân nó xanh lắm mọi người. Đây để em soi cái thân cho mọi người xem. Thắng ngọn rồi nha. Đó. Nè, những cái thân nó xanh đã không? Này các bác anh chị về săn ám khói được ạ. Đó. Cái mật độ tím nó rất ít nha. Chấm tím rất ít, còn lại thấy thân xanh lắm. Vừa xanh vừa dài. Rồi, mặt sau đây. Rồi. À, được 1 2 3 4 5 6, 6 cái thân già nha mọi người, 6 thân già. Đây nguyên mạng bóc rừng ở đây. Vẫn còn những cái lớp vỏ cây nó dính chung nè, bà con mới bóc với hôm qua thôi. Rồi, về số 31 này có giá là 800.000 nha mọi người, 800.000, về rất là lớn dài. Sắp tới sẽ rất là sai hoa luôn. Rồi, thân xanh nữa. Rồi, về 31 800 là cái dề cuối cùng trong ngày hôm nay. Rồi các bác anh chị thích mô hình nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề là được nhé mọi người. À, và mọi người lưu ý là giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu ạ. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các clip về các loại lan rừng đặc biệt tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên.